Chào các bạn và anh em đã đến kênh YouTube Tân Kinh của em ha. Kênh em là chuyên thanh lý, mua bán, trao đổi tất cả thiết bị âm thanh, dàn nhạc sống, dàn kẹo kéo và gói thâu mua nhạc của anh em ở gần xa ha. Địa chỉ em ở Ninh Thới, ok, Vinh, số điện thoại là 0787979286 ha. Hôm nay thì em về khoảng được 3 cái dàn nhạc anh em ha, mới thâu về được 3 cái dàn nhạc. Chưa kịp tháo ra cho anh em thì em chỉ vệ sinh được một số con men, một số lo rồi một số vỏ lo bên kia thì còn em để rất là nhiều. Anh em mới vừa thâu 3 vàng luôn anh em ha, bên kia rồi còn ở trước xanh nữa nè. Anh em cần mua món nào thì cứ alo giùm em nha, em quay sơ lược giùm em mấy cái comment trước rồi mấy cái phân trần trước đi ha. Ngày chút em sẽ báo giá từng món cho anh em. Anh em hàng có chậm có trễ thì điện em liền nha, có trễ thì nhiều khi do bên em sơ sót thì anh em cũng thông cảm ha. Thì anh em lúc trước thì hỏi phân trần thì em về quá trời phân tầng anh em, còn mấy bộ này thì báo giá cho anh em ha. Thanh lý trước đi, một cái bóng đèn tròn tròn, bóng đèn này còn còn quay anh em, còn mà ga anh em ha, 50k, 50.000 ha, 50.000 một cái bóng đèn này nha. Còn á thâu về 50k, 50.000 trước bóng đèn này ha. Rồi một bộ phân tầng, một bộ phân tầng Bosa BA5 ha, phân tầng này 400.000 ha, phân tầng BA5 Bosa 400k nha, còn phân tầng Bosa 400.000 để qua bên nha anh em, Bosa ha 400.000. Rồi một cái phân tầng lẻ, phân tầng này thì bán cho anh em Bima, phân tầng còn hoạt động nha em ha, nó có câu cộng dây qua đây nha, là cái con này đứt nè, con C3 này đứt nè. Cái này bán cái này 150.000 nha, một cái phân tầng lẻ còn hoạt động nha, Bima. Tình trạng là có câu một cọng dây qua đây ha, là một cái con này nè, họ bỏ ra nè. 150.000 Bima 150k ha. Tiếp theo là về được hai cái bộ phân tầng đồng bộ nha anh em ha. Phân tầng GHS có con tụ nguồn này rất là to nè. Con này chắc là cản bát anh em ha. Đây. Phân tầng GHS 350.000 một bộ nha. Em có một bộ dây nhợ để nhiều quá nè ha. Hai bộ. Em có tổng cộng là hai bộ phân tầng GHS nha. 350.000. Phân tầng này thì tình trạng là chưa sửa chữa nha em ha. Nè. Để quay kỹ em, nhiều khi cái mình chưa sửa chữa, bộ này chưa sửa chữa nha. Rồi bộ này chưa sửa chữa luôn, 350.000 còn nguyên. Để quay kỹ tình trạng cho anh em, để nhiều khi cái rồi hai con này có chấm cái chân lại anh em ha. Ủa, chân chân nguyên của nó không có chấm nha anh em ha. Rồi một bộ là 350.000, là em có hai bộ GHS đồng giá là 250.000 ha. Micro thì em có bộ micro xua nha em ha, micro xua 800.000 tại đây ha, sử dụng gia đình hợp lý nha, micro xua 800k. Tiếp theo micro thanh lý không anh em ha, micro này thì bộ micro bán dùm cho khách nha em ha, Amada gì đây, hai tay, khách báo là một tay sống tốt và một tay sống yếu nha em ha, thanh lý nha, 400.000 cho bộ micro Amada màu xanh này ha. Euro Amada gì đây nè, 400k nha. Cái này thì em sẽ sơn lại cho anh em nha, nó hơi bị xét nè, sơn đẹp lại cho anh em nha. 400.000 cho bộ này, một tay sống tốt, một tay thì lúc có lúc không gì đó, thì báo là một tay nha, 400.000. Rồi bộ micro tay rạc nữa nè, giá rẻ nữa nè, bộ này 400.000 đó anh em, hai tay còn hoạt động nha. Sennheiser gì đây nè, thằng này chắc là không phải Sennheiser anh em ơi, e 3732 gì đây. Thằng này đây. Trung Quốc. 400.000, hai tay còn hoạt động, hai tay còn đẹp nha. Hai tay còn hoạt động tốt, hai tay còn đẹp, 400k. Một bộ boss boss 306 nè. Bộ này thì 400k đi anh em. 400k hai tay còn hoạt động nha. 400.000 micro. Quá hợp lý. Sử dụng gia đình nha. 400.000 cho bộ này. Bộ này 400, bộ này 400. Bộ này rồi bộ này thì hàng bãi nha. Mirosun.
cái bộ này thì còn nguyên zin nè, quay cũng nhiều clip dữ à, 700.000 anh em, tem bảo hành ha, không bảo hành khi bị gắt gì đây, 700.000 thanh lý anh em nha, còn mấy bộ Migo thanh lý cho rồi. Migo F2A thì giá 1.000.000 đồng, em còn để bên kia ha, tí em sẽ quay cho anh em ha. Đó. Rồi em sẽ quay qua mixer thì em còn được mấy bạn mixer anh em ha. Mixer thì em còn mixer BV10 còn khá là đẹp nha. BV10 còn đẹp. 1.500.000 ha. Còn đẹp, BV10 đẹp keng. 1.500.000. Miro bàn mixer Yamaha. Yamaha thì 1.500.000 luôn nha ha. Yamaha 124 CX 1.500.000. Đây, tình trạng thì nó có xét nhẹ cái này ha, tí rồi ha. Nói chung là cũng không có xét ha, không xét máy nha, còn đẹp nha, 1.500.000. Yamaha. Mixer E của thằng Bininger anh em, 222 422. Tình trạng thì nó gãy cái nút này nè, khách nào chốt nhắn tin lại giùm em, không ai em bán nha, 2.300.000. Cái nút này nếu mà em xử lý thì em bán lại 2.600.000. Eco còn ha, các lai hoạt động ok hết, 2.300.000. Và bàn mixer khủng long này thì có khách hỏi nhưng mà biết có chốt hay không, FX30 30 chen ha, 30 lai, 32 lai, xin lỗi em ha, 32 lai. Bàn mixer thì ngoại hình tương đối đẹp, hàng này là của Mỹ nha anh em ha, nhưng mà sản xuất ở China nha, hàng của Mỹ sản xuất China cũng như iPhone nha anh em ha. Tiếp theo thì em còn một cặp bát mặt tin từ 220 con 100 bát thì hai cái râu này thì bị đứt nè, cách chế qua đây anh em ha, xài trực tiếp gắn cái điện vô là xài nha. Bát này thì bán anh em giá là 2.000.000 đồng, bát 50 từ 220 con 100, màn thì bao đẹp anh em ha, 2.000.000 đồng, quá hợp lý. Lúc này bát 50 nó bán chậm anh em nên giá nó cũng có phần hợp lý anh em nha. Chứ mà mình gần Tết rồi mình gáp mấy cái này về mình gáp vàng thì giá lại cao hơn nha anh em. Không biết sao lúc này hàng 50 thì nó bị chậm nên giá nó có hợp lý. Còn anh em mà để mà gần Tết cận Tết anh em sắm nó thì giá nó hơi đậu lên anh em ha, đậu lên hơn giá thường ngày nha. Rồi em còn hai cặp bát 7 ha, từ 220 con 100, bát súp 50 nha, súp 50 hết nha, giá là 2.300.000. Bát đẹp zin đó, đây là một cặp, đây một cặp, em còn bên kia một cặp nữa, một cặp là còn ba cặp như thế này anh em, màn rất là đẹp nha, giá là 2.300.000, zin đẹp. Một cặp Omaton bát 50 từ 220 con 100, đẹp, bát đẹp nha, từ 220 con 100, giá là 2.300.000, 2.300.000 nha. Một cái PA này hôm trước khách hỏi chốt rồi thì nhắn tin lại giùm em, để em quên nha anh em ha, hỏi thì nhắn tin lại giùm em nha. Cái PA này là 1.200.000 nè, chốt thì nhắn tin lại giùm em nha. Đây, em nhớ là có chốt với một khách rồi mà sao em không thấy địa chỉ nha, em nhớ là có chốt rồi á mà không thấy địa chỉ nè. 1.200.000 bát 30 hàng mới nè, hàng mới nha, 1.700.000 từ 190 con 75, bát rất là đẹp nha, hàng mới nha. Đây, hàng mới giá là 1.700.000 một cặp nha. Rồi em quay qua đây, còn một cặp bát giá rẻ cho anh em, bát 40 từ 140 nha, 140 con này hình như là 65 á nè, 65 hay 5 mấy gì em cũng không để ý. Rồi hoạt động tốt nha, không lỗi lầm, không cọ, bán cho anh em giá là 500k đi, 500k cho cặp này nha, cặp này 500k, hoạt động tốt không cọ rẹt, bát 40 500.000 một cặp ha. Rồi em còn một cái lẻ súp B và em bát 50 từ 220 con 100, chung màn còn đẹp, cái này 800.000, 800.000 nha. Rồi em còn một cái đây, còn một cái làm cái kiểu như quả tiễn nha ha, cái mũi khuyết vô nha, bát 50 từ
kiểu này con 75 nè nha. Đó. Con 75 hôm trước anh nào hỏi thì bắt 40 con 75 thì đây. IMM gì tên gì? Lạ quá. Bắt sườn sắt nha. Từ 190 con 75 bánh full được nè nè. Bát còn sống hoạt động tốt hết nha, 600.000. 600.000. Một cái bát 50 con 75, hôm trước anh nào có hỏi thì em cũng quên mất rồi. Anh nhắn tin lại giùm em ha, 600k. Rồi đây tiếp theo thì em còn neo 40. Nè, hôm trước thì anh có hỏi nhắn tin lại giùm em luôn. Neo 40. Hàng về. 40 neo. Con zin ha. 40 neo con zin 2.100.000. Quá hợp lý anh em, 2.100.000. 40 neo zin nha, 2.100.000. Tiếp theo thì em còn lẻ một cái neo không zin. Một cái neo không zin 900.000 nha anh em ha. Cái neo này thì nó hơi giống cái neo bên kia. Con 75 nha, 900k, một cái lẻ duy nhất 900.000. Và một cái net sò. Một cái net sò zin ha. Một cái net sò zin từ 220 con 100. Bán cho anh em với giá là 1 triệu đồng ha. Bát net sò zin từ 220 con 100, giá 1 triệu đồng nha. Bát zin giá 1 triệu. Tiếp theo thì em sẽ quay cho anh em những con men ha. Men thì em về hôm nay thì được mấy con men khá là nhiều ha. Men thì đây một con BV2004 24 sò, giá là 1.800.000 anh em. Bi vay 1.800.000. Một con nguồn xung này để 1000W nè, mà anh thấy nó quýnh cũng không được mạnh mấy nên bán cho anh em giá là 2 triệu. Con này 2.700.000 nguồn xung nha, 2.700k. Rồi một cái âm ly 12 sò giá 1 triệu đồng ha. Âm ly 12 sò giá 1 triệu đồng của Suzan Pro 980. Một cây DBK. Cái này bán hơi ế, bán bớt anh em 100.000 ha. 4 kinh mà giá 2.600.000 nha. DBK 2.600.000. Một cây bạc ti hao quýnh được 40 thì giá là 2.500.000 đi. 2.500.000 cho con này ha. Một con này mới vừa thâu hôm qua luôn, giá rẻ nè. Giá rẻ bất ngờ anh em nè. Con men này điếm sò chắc anh em điếm chắc nó đâu tầm khoảng 60-70 sò vậy anh em. Hai tăng phô men Việt Nam nha. Sò này sò nhỏ nè. Em test rồi máy cũng quýnh cũng ok lắm. Nó có sửa chữa gì, nói chung là Việt Nam nó có chế nha. Cái bo này là cái bo thêm quạt nha. Nó chạy 4 quạt. Chạy 4 quạt nha. Con men hai tăng phô. 60-70 sò vậy anh em. 60-70 sò em cũng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 48. Xin lỗi anh em nha, nhớ làm nha. 48 sò 1.800.000. Men Việt Nam nha. Quýnh tốt 2 cặp 30. 2 cặp 30 thì quýnh ok. 1.800.000. 2 tăng phô mà 4 quả tụ anh em nhìn thấy lạ. Cái mấy dòng em không biết sao mà có 4 quả tụ quá trời luôn. Quả tụ bằng bắp tay luôn anh em ha. Quả tụ to dữ lắm. Quay vậy hơi khó thấy. Rồi một con âm ly Nanomax E2800. Âm ly khủng nha. Âm ly để dành cho anh em đánh xô được á. 2 tăng phô to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 28 sò nha. Tăng qua âm ly mà 28 sò. Thì anh em lấy con này để dành làm men cũng được, mà làm âm ly vẫn được luôn. Con này thì bán cho anh em giá là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng, 28 sò. Mà lấy vàng công sức này mình đánh cục men được rồi, mình khỏi mình chơi cái vàng trước mình cũng có lời luôn anh em. 2 triệu đồng ha, Nanomax E2008, 28 sò. Và em còn cái dàn máy bên đây. Cái dàn máy bên đây thì em mới vừa về nên em chưa có kịp vệ sinh luôn. Đó, anh em cần mua món nào thì cứ alo giùm em. Con men Yamaha MR80FX triệu 2. Miro Bosa. Miro Bosa triệu 1. Đây quay cho anh em ha. Miro Bosa 3000W gì nè. 1 triệu 1. Vang X5
2,1 triệu. GHS chưa vệ sinh sẽ sơn lại giá là 2,9 triệu luôn. 5,2 là do mặt nó hơi xét anh em ha, xét nè. Thì em về em sẽ vệ sinh lại cho anh em nha, 2,9 triệu quá hợp lý. GHS 7,2 mặt mài còn đẹp keng, 7,2. GHS chưa vệ sinh 2,9 triệu luôn, 2,9 triệu đồng giá. Con 40 sò con 52 sò, lý do mặt xấu nha, mặt xấu mà em sẽ vệ sinh lại cho anh em nha, nguyên cái dàn máy luôn. Mà lo thì em để bên kia nha. Rồi em còn thêm hai con men sát, hai con men sát không xử lý nha, CBA Cotis 1 triệu, mang nguồn sung nha, em thợ hãy lấy nha, mình không biết thì mình không sửa được nha. Anh em nguồn sung á nó bị chết cái bo xử lý gì ở trong á, nhưng mà đặt hàng cái này rất là khó của CB nè. 1 triệu ha, một con này quá trời nặng luôn. Con này thì 2, 4, 6, 8 tụ. Con này chạy sò sắt anh em, chạy sò sắt luôn, 1 triệu đồng, hát được một kênh hết anh em, hình như là nó hát được một kênh á. Xài sò sắt nên khó, bên em thì không có làm, không có sửa nha, mua về sao bán vậy. Thì con này bán anh em 1 triệu luôn, bán sát anh em luôn nha. Men 7 gì ít ca gì nè, chạy sò sắt giá 1 triệu nha. Chạy là 2, 4, 6, 8, 10, 20 sò sắt á, giá 1 triệu bán sát nha, thợ hay lấy nha. Rồi em sẽ quay một con men 7 nữa, một con men 7 H600 của CRF nè, tăng khô tròn 2, 3, 6, 12, 24 tụ. Có 24 sòi anh em ha, tụ thì quá trời, 4, 8, 12, 18, 22, 35, 20 tụ. Điếm cũng nhầm nữa em, nhiều tụ quá, 20 tụ. Anh em cần thì liên hệ giùm em ha. SBK. SBK. Men 7 nha. Mắt in PGC. USA gì lục tung hết nè. Rồi một con BS4008 48 sò 2,8 triệu. Anh trai mà không chốt thì hôm nay em bán nha. Tại vì em đợi anh cũng 2 ngày mà không thấy anh nhắn tin, không thấy anh trả lời, không thấy chuyển khoản ha. 2,8 triệu cho một con men Việt Nam 48 sò. Một con men 36 sò nữa nè, 32 sò nữa, 32 sò 2,300,000 đi anh em. Pro Ario VS 32 Việt Nam nha, 32 sò 2,300,000. Nói chung là nội thất còn đẹp lắm, hơi cứng đây, nội thất còn ok lắm nha. 2,300,000 32 sò. Rồi em sẽ quay sơ lược cho anh em mấy con lọc, tại vì hàng hôm nay nhiều quá mà công việc em thì rất là lu bu nên không có quay nhiều clip được, em quay tổng hợp một clip nó hơi dài thì em xem nhiều em ha. Bi quay 2 cây, 1 cây 1 triệu đồng, 2 cây nha, lọc xì. 1 cây vang số Siso T6 giá là 1,3 triệu. 1 cây có số D24 này, anh nào chốt nhắn tin lại dùm em 1,5 triệu nè. Lọc xì 231, 1 là 800,000. 1 cây nâng tiếng D-ton 600, nâng tiếng Akataro gì nè 600, nâng tiếng Idol 100, 600 một cây luôn. Nói chung là nâng tiếng là 1, 2, 3, 4, anh em đếm thứ tự đi, 1, 2, 3, 4, 600,000 một cây. Costco 400,000, lọc xì DBX 231 800k, lọc xì tên giống con hồi nãy nè, Akataro gì nè 600,000. 231 800 đẹp như mới, 800 đẹp keng. 231S 600,000. Rồi gian cơ lai số thì em còn 2 cây nè, Apre Pro 1 triệu, TAC 1 triệu, X5 hàng 1 nguồn 1,7 triệu, Cora X6 1,8 triệu 1 nguồn, hàng 1 nguồn nha, 1,8 triệu cho cây này, 1,7 triệu cây này, 900 cây này, Mbox 7 DSB 300, cây này thì
600 ngàn nên em giảm giá này 100 nữa thì 600 nghìn nha. Một cây DSP 5.1 1.200.000 luôn, giảm cho em 100.000 nữa. X1 800.000 giảm cho em 100.000 nữa nè. Đó, còn 800.000 nha. Anh em cần mua con nào thì alo giùm em. Eco rồi. Mini vợt 4 của Malai 1.200.000. Nói chung là em biết cái này là Eco rời của Malaysia thôi nha, còn cái đời trước đời sau thì cũng không hiểu nổi nha. Cái này là khách đổi lại bên em nè, nói mua con này là đời sau mà không biết đời trước là nó làm sao nha. Thì em chỉ có biết là Mini vật 4 nó có hai loại, của Alexis là nó có loại màn hình như thế này và một cái loại chỉnh cơ, nó có bốn cái nút volume chỉnh phía trước, chỉ có biết hai loại đó thôi, chứ còn cái loại mà này mà đời trước đời sau thì em không biết nó làm sao nha. Rồi em sẽ quay qua anh em vỏ mới nè. Vỏ mới súp thì giá là 2.200.000 một cặp. Vỏ nét sò 30 thì giá là 1.700.000 một cặp nha. Súp 40 thành phẩm em vẫn có bán nha. Cặp này hôm trước thì giảm giá cho anh em 3.800.000 nè. Bass JBL 30 từ 220 con 100. Nếu anh em mà hôm nay em bán lẻ luôn đi, gã ra bán lẻ cho anh em nha. Cặp bass 2.000.000, JBL từ 220 con 100. 2.000.000. Cặp chép 500.000. Cặp phân tầng 400.000. Cặp vỏ 1.200.000 thì đó, anh em cứ muốn mua con nào thì em gã ra bán luôn. Còn mua thành phẩm như này thì 3.800.000. Vỏ 40. Vỏ 40 thì em còn mẫu hổng đại nè. Mẫu hổng đại, vỏ đẹp. Tay SR700. Tay sắt nha. 1.200.000. Vỏ còn đẹp, họng chạm đầy đủ nha. Cặp bên này thì em bán rồi. Array 30 giá rẻ cho anh em 1.200.000 luôn. Array 30 nha. Vỏ chưa sơn tút lại nha. Array 30 có họng đầy đủ nha. 1.200.000. Em còn một cặp Array 30 nha. Của SKR nè, 1.200.000, giá hợp lý cho anh em nha. Rồi em còn một cặp monitor 30 ở 25 nha. Một cặp monitor 25 màu vàng rất là đẹp. Có luôn chân trống nha. 3.900.000. Bass này là con 75 nha anh em nha. Chép là chép 450, có phân tầng đầy đủ nha. Có luôn chân trống luôn cho anh em. Giá là 3.900.000 nha. Và em còn hai cuộn dây. Hai cuộn dây 4 ruột nha. Khoảng 10 mấy mét thôi nè. Và luôn một đống dây này nữa, nó nằm chung trong lộn xộn trên vậy nè. Hai cuộn dây này trên 20 mét. Dây 4 ruột. Bán cho anh em ra nguyên cái cuồng này là 500k nha. Dây 4 ruột chứ không phải dây 2 ruột nha. 500.000 cho cuồng này nha. Dài hơn 20m, 500.000. Đây em còn một cuồng bỏ đây nè. Biết cái cuồng bỏ đâu ta. Đây còn một cuồng. Bán luôn. Để gấp dạng mà công việc lu bu quá. Cuồng dây này thì rẻ hơn 350.000. Cuồng dây này là 4 ruột 2 cộng 8 ruột nha em ha. Đó. 2 cộng 8 ruột dài khoảng 10m nữa. Có buộc lại sẵn cho anh em luôn nè. Hai cuộn dây này bán cho anh em 350.000 đi. Cuộn này dây nhỏ hơn như đây bên đây nha. Biết cái ruột bên đây không biết sao mà nhỏ hơn nè. Cái ruột thì em thấy cũng là ruột lớn nè anh em. Đi đồng nha. 350.000 cuộn này. Cuộn này 500.000. Còn hai cuộn dây nha. Rồi lo gia đình có luôn. Lo này, cặp này thì bán cho anh em 800.000 bát 40. Bát này thì sườn sắt là con khoảng 50 mấy nè. Của Nano Max 800.000 vỏ nỉ, hai chép đôm ở trên nha. Con này hai chép đôm nè. 800.000. Còn cặp dưới này thì bát 40 từ 190 con 75 chép 750, em tháo chép ra để bên nè. Anh em mua nguyên thành phẩm thì nguyên cái vàng này giáp với cái amply hồi nãy là nguyên bộ của nó đó. Anh em mua nguyên bộ thì em bán nguyên bộ ha. Còn em mua lẻ thì em bán lẻ cho anh em. Clip nó cũng khá là dài rồi. Bên kia thì đây, vỏ full đôi nè. Vỏ full đơn. Vỏ súp. Súp thì em thu về vỏ này chắc có thể là anh em gần nhà thì lại em tặng cho nha. Đó, vỏ này nói chung bị mọt anh em. Bị mối mọt nè, mối mọt. Còn cuộc trong này em chưa có thời gian tháo ra mới thu về nè. Anh em mua thì alo mẹ em ha. Hay là có gần nhà lại em tặng cho một cặp về xài nha. Chưa tháo buộc ra
Rồi cuối video thì em xin anh em like, đăng ký, cảm ơn anh em rất là nhiều ủng hộ kênh em trong thời gian vừa qua ha. Hàng có chậm có trễ thì anh em báo liền giùm em nha. Vỏ full đơn nè, vỏ full đôi nè, hàng chưa vệ sinh hết nha anh em ha, mới vừa về tới. Dạ, rồi chào anh em.